Mở đại lý bán vé máy bay Bamboo Airways Với hệ thống gần 1.000 đại lý mà trước đó hãng hàng không che Việt đã đào tạo và hướng dẫn nhiệm vụ bán vé, giờ đây hành khách có thể dễ dàng mua vé ở bất kỳ đại lý nào trên toàn quốc. Nếu bạn đang có nhu cầu di chuyển từ Hà Nội tới thành phố, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hoặc đến các điểm du lịch tại Việt Nam như Quy Nhơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Nghệ An thì hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tạo thêm cho bạn một cơ hội để lựa chọn về hãng bay, ngoài các hãng bay truyền thống hiện tại. Bên cạnh những đường bay kết nối các đô thị lớn, Bamboo Airways đặt trọng tâm khai thác các tuyến kết nối các điểm đến du lịch tiềm năng nơi có các khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu FLC. Ngoài các chuyến bay nội địa đang được mở bán vé, Bamboo Airways cũng dự kiến khai thác các tuyến bay dài tới các điểm đến tại châu Á và Bắc Mỹ như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Nga, Đức, Anh, Pháp, Mỹ. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tuyển thêm các đại lý bán vé cùng Bamboo Airways. Mọi thao tác để bán được vé đều bằng điện thoại như kiểm tra giá vé các hãng hàng không nội địa và quốc tế, đặt giữ chỗ, xuất vé, đổi vé, hoàn vé, hủy vé, thay đổi hành trình, đổi giờ bay, mua thêm hành lý, mua thêm suất ăn, chọn chỗ ngồi yêu thích, mua bảo hiểm hàng không, quản lý đơn hàng, nhắc lịch bay, quản lý tài chính, thiết lập giá vé, vân vân và mây mây, tất tần tật mọi thao tác đều nằm trong tầm tay bạn, kiếm tiền mọi lúc mọi nơi bạn đã có ngay một phòng vé online. Có những tính năng chuyên nghiệp, hiện đại hàng đầu hiện nay. Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0392 979 999 để được hỗ trợ một cách nhanh nhất nhé.